Ủa, ồ, mọi người nghĩ hút thuốc đang có hại phải không? Để tôi nói các bạn nghe điều này. Các bạn có biết số người chết vì tiểu đường nó lớn hơn gấp 3 lần số người chết vì hút thuốc hay không? Nếu tôi lấy ra một cái kẹo sô-cô-la ăn thì đâu ai có ý kiến gì. Các bạn có biết nguyên nhân chính dẫn tới ung thư phổi không thực sự là thuốc lá, mà là do DNA. Bạn có thể hút thuốc hàng năm trời mà chẳng có gì xảy ra. Cuộc chiến chống hút thuốc chỉ nhằm để hạn chế các nông trại trồng thuốc lá ra mà thôi. Tôi đã dùng lập luận này, mặc dù chỉ bịa ra nó. Tôi có kể với bạn bè và kết quả là 5 trong số người đó tin những gì tôi nói mới ghê chứ. Rồi 2 trong số người đó bắt đầu hút thuốc. Bởi vậy ta nói từ ngữ khi được sắp xếp đúng cách có thể thay đổi suy nghĩ của người khác được. Chúng có thể khiến cho người khác tin bạn. Bạn có khả năng đưa ai đó ra khỏi khu ổ chuột, hoặc là biến người đó trở thành người thành công, hoặc là hủy hoại niềm hạnh phúc của ai đó chỉ với lời nói của mình. Có vẻ như khó tin phải không? Một sự lựa chọn từ ngữ đơn giản có thể tạo nên sự khác biệt giữa chấp nhận hay từ chối thông điệp của bạn. Bạn có một điều gì đó rất hay ho để nói nhưng lại dùng sai từ. Và nó biên mực. Tôi có đứa con gái 4 tuổi. Thói xấu của nó là viết bậy lên tường bằng bút màu. Và một tối tôi vào phòng của nó và nó đang vẽ bậy như thế này nè. Tôi liền nói: Ê, con bị ngu hả? Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Đoán xem chuyện gì xảy ra. Nó lại tiếp tục rồi đó. Không ai muốn bị đe dọa, không ai muốn bị người khác thị uy. Niềm kiêu hãnh của nó không cho phép điều đó. Nó tái phạm chỉ là chống đối lại tôi. Một tuần sau tôi vào phòng của nó và nó thì thế này, thậm chí nó còn nhìn tôi. Tôi ngồi xuống và nói: con lại đây, con đừng có làm vậy nữa. Con đã làm một cô gái rồi. Rồi sau con gái tôi bỏ luôn. Bởi vì niềm kiêu hãnh của nó muốn trở thành một cô gái. Từ đó các bạn có thấy không, từ ngữ chúng ta nói ra thật sự rất là quan trọng, chứ không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Lựa chọn một từ ngữ để nói, nó cũng giống như cái việc bạn chọn một cái sim số điện thoại để bạn xài vậy. Bạn xài sim số đẹp thì chắc chắn mọi người sẽ nhớ đến cái sim của bạn nhiều hơn. Còn ngược lại thì sao? Tao làm bạn với mày cũng gần chục năm rồi mà cái sim điện thoại của mày gì đâu mà chục năm nay tao còn không nhớ hết. Cái gì đâu mà xấu dữ vậy mày hả? Sao không kiếm sim mày đẹp đẹp xài? Cái gì mà không chính, không nhớ gì hết trơn à? Vậy mà ngay lúc đầu tao kêu lên 2sim.vn mua sim với tao đi mà không chịu nghe à? Một con sim đẹp nó cũng giống như một lời nói đẹp. Có sim đẹp thì tất nhiên mọi người sẽ nhớ. Còn cái sim nào mà xấu quá thì ít ai nhớ lắm. Nhưng mà ngôn từ xấu thì nhiều người có thể cũng sẽ nhớ đó, bởi vì nó để lại ấn tượng xấu nha các bạn. Vì tôi nói tới đây có một số người sẽ phản biện một điều là: nếu vậy thì cái sim xấu có khả năng mọi người cũng sẽ nhớ. Ok, mọi người sẽ nhớ đó. Nhưng không phải nhớ số điện thoại mà nhớ cái số tiền kìa. Bởi vì cái sim số đó dù số đẹp hay số xấu gì mua ở 2sim.vn nó cũng đều có một giá tiền cực kỳ hấp dẫn và rẻ cho bà con hợp túi tiền mua. Thậm chí là khi liên hệ với số hotline 0946783333, anh đó còn tư vấn làm sim theo yêu cầu, làm tài khoản ngân hàng, biển số xe, biển lái xe, số đẹp, vân vân và vân vân. Chỉ cần call một cái số hotline đó. À anh 2sim hả? Tôi cần giao dịch nhanh chóng luôn nha. Phải uy tín trên toàn quốc luôn mới chịu nha. Tại cho hỏi 2sim.vn không? Chỗ của anh đúng là quá đẳng cấp. Các bạn đã thấy được sức mạnh của ngôn từ chưa? Liên thiên từ nãy giờ xong cái tôi bẻ qua cái vấn đề 2sim.vn một cách ngon lành mà mọi người không hề để ý, đến khi coi xong đã rồi mới ồ lên một tiếng: ồ, thì ra là đang quảng cáo 2sim.vn. Hồi nào vậy trời? Cuộc sống này đúng là vi diệu thật.